mm-hmm 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 hmm Hello xin chào anh em Thầy bà lạp theo thầy đi bùi rồi. Nhớ like của thầy. Ok chào chào tất cả anh em. Chỉ nhau tí đi bạn. Ôi hôm nay chửi chửi anh em chỉ chết. Sếp đi Hà Nội thầy chương rơi kết quả. hôm trước, anh em mà bảo là về thế đi Hà Nội thì 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 thị trường dễ to lắm nói đúng thế thật anh em không hiểu sao mình cứ mỗi là mình đi Hà Nội là thị trường nó lại rơi anh em thấy tôi đi Hà Nội thì vào cổ phiếu ra bán được rút kinh nghiệm hết nghiệm, nghiệm sau hết sóng thì ra Hà Nội nhẹ. Rồi rồi hôm sau không ra Hà Nội nữa Hôm sau anh em vào Sài Gòn chơi đi chơi Không ra Hà Nội nữa đâu Bởi hai ngày nhớ like xếp quá Anh chia sẻ vì sao về tư duy độc lập trên thị trường chứng khoán đầu tư Độc với anh Xe lại văn mới không được ơi Trong chứng khoán hai tháng không có ăn Em đu FT đúng Ông sau hệ sóng đi đâu thì đi Nghe đôn Tự chu còn hai chu Nói chung là cũng đốt đoán thôi Thực ra mình nghĩ nó không phải là, là liên quan đến chính trị tham một cái mà cái thị trường phản ứng ở đợt vừa rồi mình nghĩ là do tỷ giá bởi vì hôm hôm từ ông qua thì cái vấn đề tỷ giá giao dịch nó bị tức là nó nó đến chân của của tỷ giá thì cái đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý khá là lớn trong cái nhịp này còn về về vấn đề chính trị thì mình bao nhiêu năm mình theo dõi về vấn đề chính trị thì nó không không ảnh hưởng lắm đối với chứng khoán hiện tại thì cái tỷ giáo chúng ta đang khá là cao tỷ giá của chúng ta đang uh, đi lên khá nhiều cả các bạn thì cái đó cũng là một cái dễ phản dễ gây ra phản ứng của thị trường lát nữa thì mình sẽ phân tích cho các bạn về, về về thị trường ở một góc độ ở thời điểm hiện tại thì về vấn đề về chu kỳ về sóng thì bản năng là sóng lên và có một số trường hợp các năm thì thị trường vừa mới lên thì nó cũng điều chỉnh giống như ở thời điểm hiện tại <laughs> Đó. và năm nay thì mình thấy là nó điều chỉnh hơi sớm thực ra trong các giai đoạn đầu của thị trường đi đi lên thị trường sẽ điều chỉnh hơn so với các giai đoạn phía sau của thị trường tức là giai đoạn về giai đoạn cần định thị trường sẽ bị đông lớn hơn năm nay thì cổ phiếu vừa mới lên tí thì đã điều chỉnh chưa ăn, chưa ăn uống được cái gì cả tức là từ từ đầu năm đến bây giờ từ tháng 11 đến bây giờ thì một chỉ một số cổ phiếu lên được khá, khá tốt còn lại sau đợt chỉnh này thì nó nó chỉnh hơi sâu <laughs> thì đầu điều đầu tiên thì chúng ta sẽ uh, sẽ sẽ xem ở trong ngoài giai đoạn này thì nó có hai hai cái một là về về vấn đề là thị trường điều chỉnh hay là thị trường đạt đỉnh thì để chúng ta uh, nếu mà chúng ta nếu mà thị trường đạt đỉnh thì nó sẽ là một cái vấn đề uh, rủi ro hơn rất là nhiều so với vấn đề của thị trường điều chỉnh Đây thì các bạn sẽ phải 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 nắm rõ giữa hai cái khái niệm này đúng không? ở về quan điểm của mình thì mình cho rằng là thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại đang là một cái pha điều chỉnh chỉ nói chỉ hơi sâu thôi còn nó không phải là một cái pha đạt đỉnh của thị trường chung bởi vì đạt đỉnh của thị trường chung thì nó sẽ cần các yếu tố về phân phối định các yếu tố về channel rút các yếu tố về, các uh, về, 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 cả cái dòng cổ phiếu nhỏ Vậy ít nhất nó có một cái nữa là cả cổ phiếu phải đi lên nhiều thì nó phải phân phối được định à, thì còn đối với thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại thì nó giống như một phát điều chỉnh nhiều hơn là so với cái việc là thị trường sẽ đạt định Đấy. thì ở đây nó cả bạn phải nằm xem là trong cái trường hợp mà nếu mà thị trường đạt định thì chắc chắn nó sẽ rơi nhiều còn nếu mà thị trường điều chỉnh thì khi mà nó điều chỉnh xuống thì trong một cái khoảng thời gian nó đâu đó khoảng tầm vài tuần là thị trường sẽ bắt đầu là cân bằng lại tức là nó khi mà thị trường xuống thì nó sẽ có những người giai đoạn kéo lên kéo xuống dụ và hình thành cả cái cả cái giai đoạn đáy của pha điều chỉnh thì thông thường một cái pha điều chỉnh của thị trường nó sẽ kéo dài khoảng tầm vài tuần vài tuần ở đây nó tức là nó cân cái thời gian này nó cân bằng trở lại để có thể phục hồi phục uh, hồi đi lên trở lại Đấy. các bạn phải 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 định vị lại xem là cái thị trường nó quá rủi ro hay là nó chỉ là một cái phá điều chỉnh trong cái trường hợp mà thị trường đang ở một cái phá điều chỉnh thì bởi vì biên độ thời điểm hiện tại là thị trường đã rơi khá là nhiều Đúng không? thị trường rơi khá nhiều nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng sẽ phải quan tâm đến cái vấn đề về tâm lý tức là các, các bạn có bị căng cứng các bạn bị lõ sờ quá hay không Đấy. Ví dụ như hôm nay thì mình uh, chiều hôm nay là mình đã ngồi lại mình xem cái thị trường của 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 mình uh, thị trường thị, thị trường của chúng ta trong cái uh, giai đoạn vừa rồi và uh, mình cũng lên một cái chiến lược cho mình uh, xem là mình có cần phải bán hay không hay là mình sẽ giữ cái cổ phiếu thì về bản chất là cả cái cổ phiếu cả cái danh mục của mình uh, nếu mà so với giai đoạn phía trước thì nó không tốt bằng ở bây giờ tất nhiên thị trường giảm nó phải thế thôi à, nhưng mà mình lúc chiều khi mà mình xem thì mình quyết định là mình sẽ không bán ra ở nhịp này à, thì nó có một cái như thế này khi mà đã xác định là mình uh, không bán ra trong cái nhịp nhịp này thì trong suốt cái quá trình mà thị trường điều chỉnh thì mình sẽ không bán ra Đấy. tức là xác định cái này nó cũng phải rõ ràng từ trước bởi vì khi, lúc mà khi mà thị trường nó rơi xuống đến một cái lúc nào đó mà nó mình bị hoảng hòa thì đôi lúc là mình lại bán đúng đại nên là cái phải xác định năng là là cái cái việc là mình sẽ giữ qua một cái nhịp điều chỉnh hay mình bán bớt hay là mình bán luôn đấy thì cái này có cùng nó cùng cái khó ở đấy nó chính là nằm ở cái vị thế của các bạn tức là đôi lúc ví dụ như mình lúc chưa có một số bạn hỏi mình về danh mục thì mình thấy cái danh mục nó quá căng cường mà không có cổ phiếu nào lại cả thì mình vẫn khuyên là nên bán bớt bạn bớt ở đây là về vấn đề là nếu như mà không bạn bớt thì trong cái quá trình thị trường điều chỉnh hoặc là biến động thì các bạn sẽ dính vào các cái nhịp tâm lý tức là các bạn sẽ rất lo lo lắng về 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 cái nhịp chỉnh của thị trường này thì cái này nó còn tùy vào thuộc vào cái vị thế ở tài khoản của các bạn và cái này còn tùy thuộc vào 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 cái mức sử dụng vốn của các bạn còn đối với một cái nhịp điều chỉnh như thế này thì mình thấy là nó xuất hiện hơi sớm xuất hiện hơi sớm ở ở thời điểm hiện tại bởi vì hầu hết các cái nhịp chỉnh ví dụ như các cái nhịp chỉnh về bản chất là nhịp chỉnh như thế này là không phải lớn nhưng mà nó không phải không nằm ở những giai đoạn đầu sóng tức là ví dụ như ở, đây nó có một cái nhịp chỉnh các bạn Đấy. nó có một cái nhịp chỉnh lớn hoặc ở đây nó cũng có một cái nhịp chỉnh lớn thì hầu hết các cổ phiếu đã có một cái khoản lợi nhuận tương đối lớn trước khi xảy ra một cái nhịp điều chỉnh như thế nếu nó xảy ra một uh, nó, nó có một khoản lợi nhuận tương đối lớn của cả cái chu kỳ này trước khi xảy ra một cái nhịp điều chỉnh còn trong cái trong cái giai đoạn này thì về bản chất là chỉ có một số cả cổ phiếu đi lên được còn đa phần thì cả cổ phiếu vẫn đang nằm ở đây. nó có một cái điểm khi mà mình ngồi xem thì mình thấy có một cái điểm à, cũng phải lưu ý cũng phải lưu ý trong cái giai đoạn này đó chính là cái thời gian tích lũy của cổ phiếu Đến thời điểm bây giờ thì nó mới được 4 tháng Hơn 4 tháng một chút Thì trong cái nhịp điều chỉnh này thì cả cổ phiếu sẽ bắt đầu rơi về nền Thì nó cũng sẽ cần thời gian để cân bằng trở lại Qua bao nhiêu năm đánh của mình thì mình thấy rằng Là đánh gần cái nền tảng của cổ phiếu sẽ an toàn nhất Cái vấn đề của các bạn là các bạn đang bị lại sau đó bị mất một một khoản lại nào đó thế cái vấn đề nó tiền đó có phải của mình đâu đó. nói chung là trong cái uh, trong cái lúc mà đánh trường ấy thì chỉ khi bạn cầm tiền về thì mới biết mình lại bao nhiêu đó còn đang đánh, đánh thì đang lại thì thì, thì 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 phải chấp nhận cái đó chứ làm sao biết được kể cả mình mình cũng không biết là thị trường nào rơi thì Đấy. Thế cái này nó có tùy thuộc vào cái, cái 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 danh mục của các bạn mình thấy nếu mà các bạn chưa lại nhiều mà vì thế không được tốt thì nên cứ nên hạ bớt một phần cổ phiếu đi cho nó nhẹ nhàng tình cảm còn bởi vì cái trạng thái tâm lý mà bị bị căng cứng quá đôi lúc cái thị trường nó có thể giảm thêm thì nó sẽ dẫn đến cho các bạn là rất là bị hoang mang trong cái uh, lúc mà thị trường nó giảm Đấy. Còn là, ví dụ như khi mà các bạn bán bờ tiền sau này cho những cái cổ phiếu nó cũng sẽ có những cái nó tốt hơn ấy. Ví dụ như là Các bạn sẽ ví dụ như những cái cổ phiếu mà nó gặm, nằm ở đền quá Thì các bạn có thể lựa chọn những cái cổ phiếu nó đang có chen lên rồi Tức là nó đang nằm ở phía trên của nên Đúng không ạ à, Nằm ở phía trên này nên tức là các bạn có thể vừa bán vừa cơ cấu lại một phần cổ phiếu Và lựa chọn cả cổ phiếu nằm ở phía trên nó sẽ tốt hơn nhiều Còn ví dụ như các bạn mà đã xác định dự Ví dụ như như mình năm ngoài Mình năm ngoài mình có một cái nhịp dự ở đây các bạn Khi mà thị trường rơi xuống ở đây thì mình cũng không bán Vào thằng Đâu đó, đó vào khoảng tháng 10 năm ngoài Cái nhịp đó thì nó cũng kinh Nó rơi khoảng tầm 2 tháng các bạn Thì mình giữ suốt trong cái giai đoạn đó Tức là khi mà đã xác định là mình không bán Thì mình sẽ không bán luôn Còn nếu như mà bán thì mình sẽ bán sớm hơn một chút tức là ví dụ như trong cái nhịp này về bản chất nếu mà xảy ra một cái nhịp lớn như thế này nữa thì phải xác định là phải có vì thế mà mới dự được qua cái cái nhịp đó nhưng mà về nguyên tắc đó, là không được bán giữa chừng một là các bạn phải bán sớm hai là các bạn phải, phải giữ qua được cái nhịp điều chỉnh này thì mới bán về nguyên tắc về đánh chen là phải thế còn đối với thị trường ở thời điểm hiện tại các bạn cần phải lưu ý cái thứ nhất là cái giao dịch của thị trường mà nếu như thanh khoản thấp đó tức là cả cái giao dịch uh, giao dịch uh, ví dụ như ngày mai mà các bạn thấy mở cửa ra mà thị trường giao dịch với khối lượng thấp ấy, là cái khả năng nó có thể rơi thêm là cũng không có có thể xảy ra đấy. tức là các bạn cứ thấy nó giảm hoặc là nó biến động với khối lượng thấp từ buổi sáng đến buổi chiều thì rất dễ là bị bán đấy thì cái này cũng cũng cần phải lưu ý và ra thì đối với cả cái thị trường ở thời điểm hiện tại thì nó có thể rơi thêm nếu như nó muốn chân tàu tạo, tạo cả cái nhịp phục hồi. À, ví dụ như đang rơi như thế này thì nó phải cần có một cái phiên rụt chân để tạo một cái sự phục hồi sau một cái nhịp nào đó hoặc là cái sự rụt chân ở đây để tạo ra một cái nhịp phục hồi. Còn đối với cái việc khi mà thị trường rơi với biên rơi lớn như thế này thì khi mà nó phục hồi thì nó sẽ tẹt lại bao giờ nó khi phục hồi nó cũng sẽ tẹt lại nên là cái quá trình này nó sẽ không nhanh được để tức là nó sẽ có thể mất khoảng tầm một vài một vài tuần nữa để hình thành cả cái vùng cân bằng ở phần phía dưới chứ không thể nhanh không thể là vừa mới xuống là lên được ngay và thông thường khi mà nó rơi xuống và phục hồi ở đây thì nó có có khả năng là tẹt lại trước khi cân bằng bởi vì hầu hết nếu như trong cái trường hợp là cả cổ phiếu đều đi lên mạnh mạnh mẽ thì nó sẽ uh, mất ít thời gian hơn nhưng mà khi mà khi mà mà mà, mà nó rơi về biên lớn nơi thì nó sẽ cần thời gian lâu hơn và cái này thì uh, cái này thì các bạn phải chuẩn bị tâm lý này mình thì mình chuẩn bị tâm lý sẵn rồi mình thì ví dụ như mà, trước đó thì mình nghĩ là đâu đó khoảng tâm tháng 7 thì mình sẽ rút quân kiểu đấy mà nếu mà nó không tháng 7 thì tháng 8 Mà không tháng 8 thì tháng 9 Bởi vì mình có rất nhiều thời gian Để mình chơi cái cổ phiếu của mình đi lên Và nếu như các bạn thấy Thì mình cũng là chơi cái cổ phiếu của mình được, được khoảng tầm hơn một năm hơn một năm nay rồi Mình chờ từ tháng 3 năm Năm 2023 đến bây giờ Thì thực ra tất cả những nhịp điều chỉnh xuống Thì nó sẽ đi lên lại Nhưng mà chủ yếu trong một khoảng thời gian ngắn nào đó Thì chúng ta sẽ bị tâm lý đen nặng à. Tâm lý đen nặng à. Thì, uh, trong chứng khoán thì nó có một cái là lên thì có thể không lên cùng nhau nhưng mà xuống thì cả cổ phiếu sẽ xuống cùng nhau xuống thì nó sẽ xuống xuống cùng nhau Đó. trong danh mục của bà thì có một số cổ phiếu lên một số cổ phiếu đang đi ngang kiểu thế nhưng mà khi nó lên thì có thể là một số cổ phiếu lên thôi nhưng mà khi xuống thì có nào xuống Đấy, nó gọi là hiểu thị trường chung mà. lên thì lên trầm nhưng mà xuống thì xuống cùng nhau hết Đấy. đó là một trong những cái yếu tố mà dẫn đến là các bạn không được gia tăng vốn khi mà thị trường lên cao là vì thế bởi vì cả cái khoản mua sau của các bạn nếu mà dính vào một nhịp chỉnh thì tất cả đều giảm kể cả nó có lên tức là khi mà thị trường giảm biến độ lớn thì gần như là tất cả sẽ sẽ giảm cùng nhau trong cái thị trường điểm mua tốt nhất của thị trường Thì bao giờ cũng là điểm mua nên lớn có thanh khoản thấp Thì trong các cái trường hợp như thế thì các bạn mua sẽ là khó có khả năng bị lỗ nhất Đấy. Còn cả cái nên ở phía sau tức là nên, nên cao hơn Thì phải chấp nhận rằng là mình sẽ phải chịu rủi ro cao hơn Nên có thanh khoản thấp tức là những cái nên những cái nền mà nó nó đi ngang tạo ra cả cái vùng thanh khoản thấp này ví dụ như nền này, này tạo ra thanh khoản thấp thì những cái giai đoạn đó nó sẽ tốt nhất hoặc là những cái nền này nó sẽ tốt nhất còn nếu như các bạn bị mua xa của nền này thì nó sẽ phải chấp nhận rủi ro cao hơn và cái này thì các bạn phải lưu ý là mình phải mua ít hơn đầu tư ít hơn cái đó chứ không thể là các bạn đầu tư ở phía trên với một cái thị trọng lớn được này thì cái đó nó cũng sẽ rủi ro cho 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 so uh, việc đầu tư. thì cái đó là cho cái thời điểm. Còn về cái việc mà thị trường nó điều chỉnh hoặc cổ phiếu điều chỉnh về biến như thế này thì về bản chất là mình nghĩ là nó vẫn chưa hề chu kỳ. Và thông thường thì những cái cổ phiếu mà thoát lên được những cái nền như thế này thì với một cái việc chạy khoảng 40% thì là là chưa hề chu kỳ. Thế cứ phải ngồi chờ thôi, biết làm sao được. Dung um, 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 um. anh đợt này nổi tiếng Dung khác chạy rồi Mình là dân ảnh gen các bạn Mình đánh gen về bản chất là mình đã cầm cổ phiếu Là phải cầm lâu Không không thể đánh, đánh giống như tế công được Mỗi người nào có một cái phong cách Đấy. Mỗi người một cái phong cách Ví dụ như có nhiều bạn thì các bạn chạy được Đấy. Nhưng mà Ví dụ như mình thì Mình đánh hai năm nay mình vẫn cứ cầm như thế Thế có có làm gì đâu Chắc gì cả bạn là lại bằng mình đâu Tức là mình mình đánh ví dụ như một cái xu hướng thị trường lên Thì mình chủ yếu là mình sẽ cầm cổ phiếu Cho so đến khi thị trường hết chu kỳ nó mình cho rằng là thị trường này chưa hết Đó. Kể cả thông tin như thế thì Về bản chất là nó vẫn chưa phải là là một cái gì là hết chu kỳ Kể cả ví dụ như các bạn nhân vào cả cổ phiếu ngân hàng thì về bản chất cái xu hướng nó vẫn là lên nhưng mà ví dụ như nếu mà dân mà đúng đánh đánh trend giống như mình thì khi nào mình vào thì mình cũng sẽ lựa chọn là khi mà nó xuất hiện nền tảng mình vào còn nếu mà vẫn phía trên này thì mua về bản chất mua cho có thôi nó không phải là những cái thời điểm mua tốt nhất của một cái trend của cổ phiếu đó. Thế các bạn ví dụ như mà đánh thì các bạn phải lưu ý là ví dụ như ở đây thì đánh lớn nhưng mà lên trên này là phải đánh lại nhỏ lại không không thể là cầm tất cả tiền vào đánh ở trên đó được về về nguyên tắc là càng xa lên lớn thì các bạn sẽ phải càng đánh ít đi còn mà đánh đánh cứ phun hết vào thì nó rất là khó để xử lý đôi lúc có những nhịp chỉnh có có nhân viên được đó mình thấy đợt này còn có nhiều bạn là nhân viên là cái nhịp chỉnh thì anh em thử qua đóng hồng hợp xem xem sao, xem có có tìm được cách cách hay hơn không. Năm nay có một cái là mình thấy thị trường công cổ phiếu hơi nhiều. Tức là rất rất nhiều cả cái bạn là học theo cái cách của mình là cứ ngồi cầm cổ phiếu thì nó có một cái là thị trường nó sẽ biến động lớn hơn để để loại bỏ cả cái nhà đầu tư đánh trên giống như mình Nào. Theo Đức Giáo Trụ, hôm nay dành xem video của Đức 4 đến 5 năm trước có cư sưng. xưng em dễ thương phệt, <laughs> hồi đó con ngoan hiến, đức đánh cả cá nhân ok, cái ly lơm bản lĩnh ít người học được. <laughs> Nếu thị trường tiếp tục giảm thì cả công ty sẽ hoàn kế hoạch tăng một công ty. Thực ra nó vẫn thế tăng vốn thì nó vẫn cứ tăng vốn nhưng mà năm nay thì khả, khả năng tăng vốn thì nó sẽ rơi vào khoảng tập quý hiện tại đang là quý 2. thì quý 3 nó mới bắt đầu tăng vốn đang đòi hộ cổ đông để tăng vốn kia anh em ở đây có ai đi đại hộ cổ đông năm nay thì mình cũng đợi xong cái đợt tăng vốn của các doanh nghiệp rồi mình uh, sẽ rút rồi và không chơi nữa Thế cả năm khi mà mình giao dịch ở trên thị trường thì mình chủ yếu là mình sẽ đợi đợi cái thị trường tăng vốn, cả cái chu kỳ tăng vốn của doanh nghiệp thì mình rút lui. Nhất là cả cái dòng bị dòng chứng khoán thì mình ngồi ủng hộ cho các bạn tăng vốn, rồi sau đó là mình sẽ rút lui. Nay ở nhà đừng có đi Đài Loan nữa. Không, không đi đâu hết đóng cửa trong nhà thôi. Năm nay hơi giống 2015. 2015 nó có một cái sóng của sóng ngân hàng. Nếu mà so với sóng nay với sóng 2015, ấy. sóng nay với sóng 2015 thì sóng 2015 uh, ít cơ hội hơn. Sóng 2015 thì năm đó thì nó có chỉ có bốn cổ phiếu đi lên thôi. Sau đó có VHC này. Rồi có ừ, Vietcombank, có BIDV, có CTG. Này. Nếu mai tiếp tục rơi nữa, Nó không phải là gãy chen đâu. Sư phụ đức nói thật đi trong hai ba phiên đã chốt lời phần nào chưa hồ qua wow, mà đánh đấm như cả công tôi nói làm cái gì mình cái sóng năm ngoái mình còn không thoát nữa là là sóng năm nay năm ngoái thì mình có bán một ít nhưng mà về nhìn chung là mình giữ lại cái sóng uh, tháng 10 năm ngoái lên mà mình, mình không bán được năm đó thì mình uh, cả cổ phiếu cũng đi lên nhiều ví dụ như cả cổ phiếu như vick năm ngoài ông phải đi lên khoảng bảy lần Này kiểu thế đấy chỉnh trả nó lên <laughs> tất nhiên để mà các bạn giữ được như mình là khó mình nói thật tức là ví dụ như trong cái nhịp điều chỉnh của một cái thị trường thị trường xuống năm ngoài có có nhiều ban ở đây cũng có nhiều ban giữ được theo mình này. tới hôm trước đi bảo là đi uống rượu rồi thấy bảo là tôi tin thầy năm ngoái tôi cũng giữ giống thầy cả kiểu kiểu đấy có nhiều bạn đánh từ sóng năm ngoài đến bây giờ bởi vì mình đánh lâu rồi mình cũng không không bị tâm lý giống như các bạn tất nhiên tôi sơ thì vẫn sơ thôi đầu năm thì mình xác định ở đâu đầu khoảng tâm tháng năm tháng sáu mình rút ra đấy nếu mình thấy thị trường nó lên chậm quá thì năm nay để mà chỉnh trước đi nữa thì thôi khoảng tầm cuối năm rút ra thằng, 8 tháng 9 rút ra cũng được mình có thời gian mà. mình có có bần gì đâu Nhiều ông dựa nên quá nên khó đánh Bên nên là đúng rồi Không phải tự nhiên mà đánh về đâu Hiểu không Hiểu không hùng Em đang lỗ Bình Sơn 5%, còn ACB là 18%, cần bán một trong hai. Thì để mua xe thì nên bán con nào tư vấn em với. Mà nên giữ lại con lại. Giữ con lại bán có lỗ. Lỗ 15% thì xử lý cách nào? Hà quy mô vốn xuống. Tức là khi lỗ thì về bản chất là phải đánh nghịch lại. Nếu không có Thiên Nga Đen sản xuất đao trên như 2022, có cao không thôi? Mình nghĩ là không cao đâu. 2022 về bản chất là thị trường đã lên khá nhiều. Thị trường lên khá nhiều vào năm 2022. Nên là để mà so sánh năm nay với 2022 mình nghĩ là không phải. Thị trường 22 nó kinh gì hơn rất nhiều ví như thời điểm đó là đích khoảng tâm cái đáy của nó khoảng tầm mấy nghìn sáu bảy ngàn một cổ một cổ phiếu mà khi khi đạt đỉnh thì nó đạt đỉnh trong vòng khoảng tầm đạt đỉnh 125 000 một cổ phiếu tức là nó phải lên cả chục lần năm nay cổ phiếu chuyện lên chưa nhiều nhìn chung kể cả dòng ngân hàng lên chưa nhiều bây giờ 15 lên khoảng tầm 30 thì về bản chất là nếu mà xác định từ nền mà đi lên thì nó mới đi lên là khoảng tầm có tỷ ở đây cả cái cổ phiếu ngân hàng thì mình thấy giữ giữ giá cũng khá là tốt nó không giảm nhiều Chắc ta nó vẫn giữ vẫn phía trên thì đã phần gặp zoom đều bán hạt nhiều đợt vừa rồi số lượng cổ phiếu bán thì ai công thật ra hỏi như thế nào cũng khó nhưng mà nào có một cái như thế này thì mình thấy là thị trường nó sẽ không nhanh được đâu thì cái thứ nhất mà phải uh, chuẩn bị tâm lý sạc bởi vì đôi, đôi lúc chúng ta cứ kỳ vọng nó lên lại là đôi lúc nó mệt thì phải xác định tư tưởng là khả năng là nó sẽ mất thời gian cái thứ hai nữa là 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 trong cái trường hợp mà các bạn bị bị mua sai nên hạ bớt một phần do nó an tâm và sau này khi mà các bạn chuyển đổi lại thì các bạn lựa chọn những cổ phiếu đang lên mua vào thì nó vừa chuyển đổi cổ phiếu vừa là đời cả điểm vào của các cổ phiếu hướng lên xem qua này, nhóm đầu tư công nhóm đầu tư công thì hôm trước mình cũng có nói với các bạn thôi cái nhóm đó là nhóm cực kỳ khó đánh Đấy. thì về bản chất là tốt nhất là đừng có chọn này đầu tư công đó không không nên chọn cái dòng đó làm cái gì bởi vì cái dòng đó khi mà thị trường mà nó rơi là nó sẽ rơi đầu tiên và một cái nữa là nó rơi gần như nó thả rơi tự do nên là đánh những cái dòng như thế mà chỉ cần sai sót cái là đi cực xa bởi vì mình đánh bao nhiêu năm mình thấy thôi nhưng mà cổ phiếu mà khi mà nó thì gặp thị trường biển đông này là, là nó sẽ rơi rất nhanh mà rơi như thế này thì gần như không cắt được lộ cắt làm sao kịp được kể cả thị trường ở thời điểm ở đợt này nó cũng cùng cùng như thế các bạn thấy nó chỉ còn khoảng 5 phút để nó nó rơi từ một phạt tội ịch phạt là rơi 6 chục điểm rơi 6 chục điểm là bắt đầu từ 2 giờ chiều là thị trường bắt đầu có dấu hiệu bán đến cuối phiên là thấy giảm 60 điểm nữa Tức là để mà các bạn xử lý tài khoản trong cái thời điểm đó nó cũng là khó. Đấy. nên là cái tốc độ rơi của thị trường bao giờ cũng nhanh hơn là tốc độ đi lên. Đấy. Có thể là lên ngày 50 điểm anh em thấy chúc mừng nhau nhưng mà khi mà đã rơi là rơi 5 60 điểm. Đấy. Nó coi là lên thang bồ xuống năm thang máy đấy vì thế. ví dụ như khi mà các bạn uh, khi mà các bạn uh, uh, cơ cấu ấy, thì các bạn nên lựa chọn những cổ phiếu nó nằm ở phía trên của nên này nhưng cái cổ phiếu này nó sẽ tốt hơn nhiều so với những cái dạng cổ phiếu mà nó nằm ở phía dưới ví dụ như dòng đầu tư công chẳng hạn như thế thì nó sẽ nằm ở gần và dưới nền hoặc là ví dụ VCG đi nó nằm ở phía dưới thì nó sẽ rất mất thời gian để để nó đi lên lại thì khi mà các bạn xem cái danh mục của mình thì các bạn sẽ chú ý những cái cổ phiếu nào mà rơi phía dưới của nền thì cần phải lưu ý bởi vì khi mà nó rơi xuống phía dưới này khi nó có một cái sự phục hồi nào đó ở phần phía sau này thì nó sẽ gặp một cái ngưỡng gọi là là là, là cái nguồn cung treo lơ lửng tức là những cái dạng cổ phiếu của những cái người kẹp hàng ở phía trên này họ sẽ có khuynh hưởng bán ra nên là những cái cổ phiếu ở ờ, những cái cổ phiếu mà nó bị rơi xuống phía dưới của nên thì nếu mà các bạn muốn cơ cấu thì các bạn nơi chọn những cái cổ phiếu đó để cơ cấu và sau đó thì nhắm vào các cổ phiếu nằm ở phía trên uh, của nên phía trên của nền thì khi mà cái thị trường bắt đầu cân bằng lại thì các bạn chú ý vào những cái cổ phiếu phía trên uh, của nên thì khi mà nó phục hồi nó sẽ phục hồi được tốt hơn và nó dễ bắt xu hướng hơn so với các cổ phiếu phía dưới Đấy, ví dụ như ở đây khi mà nó rơi xuống ở hai phiên này chẳng hạn thì thì có rất nhiều cả cái người sẽ kẹp hang ở phần phía trên này Đấy. thì họ sẽ có khuynh hưởng mà ra sau đó khi mà cổ phiếu phục hồi Đấy, nên là những cái cổ phiếu ở dưới nên nó sẽ chậm hơn là cổ phiếu trên đây. cổ phiếu đầu cơ cao phải tế khi thị trường hoảng loạn bất động sản bất động sản về bản chất mình thấy nó vẫn là nằm ở phía trên lên tức là khi mà nó đi lên nó bắt đầu rơi về lên. nó giống như thế này các bạn thì khi mà nó rơi xuống về đến cái nền phía dưới này nó sẽ mất thời gian này dụ tiệp ở giai đoạn này rồi sau đó mới bắt đầu cân bằng đi lên lại nó sẽ mất thời gian nó không 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 thể ngay được đâu ví dụ như cổ phiếu này khi mà nó rơi xuống nó nó giống như thế này các bạn khi mà nó rơi xuống nó rụ sau đó nó cân bằng nó mới lên lại được bao giờ nó không thể có những người năm mình đánh những người trên này cổ phiếu vừa mới lên ở đây mình mua ở đây các bạn sau này thì mình cắt ở giai đoạn phía sau này rồi sau đó ngồi chơi vào lại ở đây cắt tiểu vào đây rồi sau đó phải đánh ở điểm trên này đây đây là sóng của bất động sản năm nghìn 2021 mình cũng đánh con này Tiếp về bản chất là có những người giai đoạn Khi mà nó tạo nên nó đi lên Thì nó chưa lên được ngay Do yếu tố thị trường sung Thị trường sung ở giai đoạn này các bạn Nhưng mà khi mà cả cổ phiếu mà nó hình thành nên Mà thị trường biển đông thì nó sẽ biển đông quanh cái nên của nó Tức là nó biển đông quanh cái vùng lên xuống này Một cái thời gian sau thì nó bắt đầu cân bằng và đi lên trở lại Tức là nó có thể sẽ mất thời gian trong đầu tư thì cả biển số mà biển số về thời gian nó cũng quan trọng cả các bạn cái thị trường muốn đi lên hoặc là đi xuống hoặc là cổ phiếu muốn đi lên gấp đôi chẳng hạn thì là nó cũng sẽ cần phải có thời gian Nếu nó cũng không ai được phải, 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 phải ngồi chờ nhờ đức giải thích tình trạng cổ phiếu giảm bù và nguyên nhân của hiện tượng này các cổ phiếu giảm bù thì thường là phải là giảm bù trong một cái thị trường uh, giảm mạnh tức là nó có một cái biến đồ mà ví dụ như là biến đồ của thị trường năm ngoài chẳng hạn thì thì cái thị trường thường khi mà nó giảm mạnh thì các cổ phiếu có một số cổ phiếu uh, giảm giảm xuống nhưng mà một số cổ phiếu lại giữ giá hạn nhưng mà khi mà nó giữ giá mà mãi mà thị trường nó không lên lại được thì cả cổ phiếu lại quay ra giảm, cả cổ phiếu phía trên là quay ra giảm tiếp. Về bản chất nó là do các cái đôi đôi đánh nó không cùng một cái cái, cái suy nghĩ. Tức là có đôi đang thoát hàng ra, có những đôi đang giữ để đánh tiếp. Đó. Nhưng mà đến cái lúc mà thấy thị trường nó không ổn thì cả cái đôi phía trên Ờ, cả các đôi phía trên nó lại bắt đầu phải 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 đi theo nó nó giống như cổ phiếu khi đi lên chẳng hạn thì cổ phiếu khi đi lên thì về bản chất là cả đôi nó có đánh cùng nhau đâu nhưng mà nhưng nhưng mà khi mà thấy cổ phiếu này kéo lên thì là cả các ông khác lại bắt đầu kéo cổ phiếu của mình lên và sau này khi mà cổ phiếu đi xuống nó thì có một số cổ phiếu sẽ xuống trước một số cổ phiếu sẽ sau đó mới xuống tức là ở trên thị trường này thì nó về bản chất nó nhìn nhau đánh chứ không phải là, là, là có một cái tạo lập nào đó mà đánh tất cả tức là mỗi cổ phiếu nó sẽ có một cái tạo lập riêng Đấy. hoặc là một nhóm cổ phiếu thì nó có một cái đội tạo lập nó nhưng mà khi khi mà khi mà nó đánh lên ấy, thì cả cổ phiếu sẽ nhìn nhau xem là ông đánh lên thì tôi cũng đánh lên nó tạo ra một cái xu hướng Đấy. bây giờ như nó thấy một cái Ờ, các bạn ra đường các bạn thấy một cái 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 cái, giải phố và các bạn thấy là kinh doanh về món phở là tốt thì là đầu tiên có một ông mợ thấy kinh doanh tốt thì sau đó thì mấy ông khác lại mự đấy thì nó giống như là, là, là một cái trao lưu thì nó cái trao lưu đó rồi nó sẽ tạo ra xu hướng ạ trao, trao lưu đó nó tạo ra xu hướng rồi sau đó thì một, một số gặp một cái khó khăn nào đó thì một số quán đóng cửa thì cả các quán khác đóng cửa đóng đến khi nào mà chỉ có một số quán tồn tại được nữa thì nó lại bắt đầu là kéo lên lại lại vào một cái chu kỳ mới để kiểu thế thanh khoản thấp tức là thị trường giảm giá với thanh khoản thấp ấy. Thì uh, Thì uh, nên lo Nhưng mà thị trường cân bằng với thanh khoản thấp Thì lại khác Bây giờ như uh, Các bạn nhớ vào tháng 9 năm ngoài ấy. Tháng 9 tháng 10 năm ngoài Khi mà thị trường rơi là rơi Với thanh khoản thấp Các bạn cứ thấy là chiều chiều khoảng tầm 2 giờ là nó lại bạt Kiểu thế Còn đối với Uh, đó là cái 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 thị trường nó giống như thị trường ra đầu nay của năm ngoái các bạn, này. Đấy. Cứ chiều chiều nó lại vào cổ phiếu ra bản, 2 giờ là nó lại vào cổ phiếu ra bản và thanh khoản rất thấp, thời điểm nó cứ thị trường đi xuống những cổ phiếu uh, rất thấp, Đấy. điều <laughs> đó là tại sao mà cái giao dịch biến động mà giảm xuống với thanh khoản thấp thì phải phải lo là vì thế, Đấy. tức là nó cứ giao dịch trầm chậm 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 đến khoảng tầm 2 giờ thì nó giảm nhưng mà thị trường nó thể thấy phiên đó thanh khoản ở thấp nhưng mà lại giảm rất mạnh kiểu thế còn nó có một một số giai đoạn mà khi mà thị trường đi lên mà giao dịch bởi biển đông khối lượng lớn thì nó chỉ giảm đúng phiên các bạn đây là cái phiên giao dịch với khối lượng thấp khối lượng lớn khối lượng lớn nó sẽ tốt hơn tức là khi giảm xuống nó tạo ra thanh khoản lớn nó sẽ tốt hơn là đối với các cái uh, giao động mà đi xuống nhưng mà khối lượng này thấp tức là cái dao động với khối lượng thấp và lớn là nó do cả cái biến động giao dịch trong phiên bây giờ như nó đập xuống nó kéo lên nó đập xuống kéo lên nó đập xuống kéo lên thì về bản chất là nó sẽ tạo ra ở thanh khoản lớn đúng không ạ tạo ra thanh khoản lớn còn nếu như mà nó chỉ ở động một chiều nó lên hoặc xuống thì nó sẽ tạo ra thanh khoản nhỏ nhưng mà thị trường lại là vì biển đông nó no. mm -hmm. lều lều đợt này cầm tối đa ba mươi phần trăm cụ xếp đích cts đang là bảy phần trăm còn nên cất ngay luôn nếu mà có vị thế tốt thì cứ ngồi chơi thật ra mình thì mình ngồi chờ mình khả, khả năng sẽ ngồi chờ lâu mình có bán đâu Trong này có nhiều broker vào xem để khi đức kia tốt mà. Anh em không vào khiển nhau cho vui có sao đâu. Sếp nghĩ sao về khả năng vi phạm dọc? Vi phạm dọc là vi phạm sao nhỉ? Không biết về khái niệm này. <laughs> có khi nào rơi về một một, một không, không, không quên mất Cái còn tuy nhưng mà mình nghĩ là khó Thế về đó thì thành đầm cái gì nào anh nghĩ thị trường này bớt sợ hãi và ổn định dần chưa nó phải sợ hãi thì nó mới uh, mới tao đáy được chứ còn bớt sợ hãi thì mình không biết Đó. nhưng mà mình nghĩ là thị trường nó sẽ còn biến động tức là nó có phần có khả năng nó sẽ giảm thêm Đó. thì cái này các bạn sẽ cần phải lưu ý tức là phải chủ xem danh mục của mình xem nó có cần phải bán bớt đi không nhìn cơ mặt chủ đức hình như đã có men bia rượu không mày ốm đi ở hà nội đi uống bia nhiều quá à? về nó mệt cả bạn đoàn này là riêng cho khách hàng trong dung hỗ trợ của khách mình tốt hơn ok để hôm sau để livestream cho khách hàng thôi nha cũng hợp lý nha Để chắc phải trao nhau khi nào mà thị trường lên chúng ta gặp lại con sắp tới mình lái chứng cho khách hàng ở <laughs> thế con gì nào giờ lái chứng của ông chỉ tôi sao có khi lý thuyết đánh tư lên 4 đến 6 tháng và dự quá trình phổ biến quả nên lại nó đánh thủng thật ra cái nên năm nay một số cổ phiếu khi mà trước khi xuất phát lên nó bị nên hơi ngắn tức là nó bị nên hơi, lên hơi sớm à đi làm lịt vitamin hung hăng rồi nhìn đỏ vitamin hung hăng anh giới thiệu vài cuốn sách hay đi hay hay đi ăn hôm nào cũng giới thiệu chán Đức nhận định thế này có thể giảm nhiều nữa không Theo mình thì uh, Thực ra là khả năng giảm nhiều là không cao Nhưng mà nó sẽ có giảm Đấy. Mình không nghĩ nó sẽ giảm giống như thằng 9 năm ngoài Nhịp này với nhịp này là khác nhau Đây những cái nhịp thằng 9 năm ngoài thì thị trường nó đã lên khá nhiều rồi còn năm nay thì đã ăn uống gì đâu Cả thị trường cho ai, ai, ăn uống gì Đức giả vừa nói Room tôi bán sạch rồi Để lại nghe thao Kéo lên Nói thế nó không được đấy anh em ạ Tự nhiên mà ví dụ như mơ muốn vào bán hết rồi thì, thì đôi lúc con bị ăn chửi nhiều hơn nữa thực ra mình cứ có sao nói vậy thôi cùng làm thì cả ông rủ tôi thì xem nào vẫn đang lại 30 tổng NAV. có kỳ vọng nhân đôi không thay. mình thì năm nay thì mình cũng xác định là mình uh, sẽ giữ đau đó đến khoảng tầm thằng à, tháng 5 năm nay này tháng 5 năm nay à, quên thằng thằng uh, tháng 7 tháng 8 năm nay nhìn chung là mình vẫn đang kỳ vọng là một cái thị trường đi lên hai năm này. để xem đời xem nó lên được bao nhiêu kiểu gì cái vấn đề nào là cái vấn đề về thời gian Đó. tức là cái thời gian nó đủ lâu để cho cả cổ phiếu có thể phục hồi và đi lên được chứ giờ mà mình muốn ngày mai nó đi lên được là nó còn khó Ông Đức cứ yên tâm, tôi là công an, nick nào chửi ông tôi xích chơi với Phương Hằng. Ông cứ lại like cho vui. Ở chung là mình cũng cũng không sợ cả ba chửi mình làm. Đấy. Mà đôi lúc chửi nó vui mà chửi nó cho nó có tương tác. Ông đi qua chửi tôi cả, tôi chửi cả ông cả. Ngọc nào invest like nói y y phương pháp của Đức thua rồi à, à Ngọc Nam em Minh Minh nghỉ mai giảm đầu phiên rồi lực cầu bắt đầu vào đợi cái đó non giả đoán tốt nhất là ví dụ như uh, nếu mà vì thế mà không tốt quả thì mình nghĩ là bạn bớt một phần để ngồi chơi. cho nó dễ uh, dù mà bị tâm lý quá thì đôi lúc nó không tốt Chưa ăn uống được gì mà lại đập cho vợ mồm. Sau này ăn cũng không dám ăn à. Địch mua ở nên hai cái săn nữa Phải cắt tiếp xe bạn. Đang lõi to mà đang rụng cay Tất nhiên thì cái, cái thị trường mới đi lên có 20% mà nó từ nên mà nó rơi xuống thì phải chấp nhận thôi. Bởi vì về bản chất mà muốn ăn lớn thì thì ví dụ như mình là mình không bán à, tại sao nói như thế bởi vì nhưng vì thế tốt nên nó mới giữ được như thế còn sau này để mà mua mua những người vì thế sau này nó rất khó thì ông phải đợi xem xem thị trường nó như thế nào thì phải đợi xem phiên ngày mai phiên ngày mai thì thực ra nó cũng khá quan trọng các bạn khá quan trọng bởi vì về bản chất là xem nó có cầm máu được không <laughs> làm người không ai ghét đời mất vui thị trường này nó thay đổi thôi anh em giờ nhiều người cầm hầu tu đai nên là nó đánh cho anh em mỏi cơm năm nay thì về bản chất là cái sóng nó đánh trầm hơn các năm năm ngoài Ví dụ như thị trường vào sen nó phải phi âm âm rồi năm nay thì hơi trầm thế cũng phải chờ chỉ biết sao rồi. được Đức cho góc nhìn toàn cảnh về nhịp Điều chỉnh này của thị trường Như nào Về nhìn chung là nó phải một cân thời gian Bởi vì về bản chất Cổ phiếu khi mà nó đã rơi mạnh Thì nó phải bắt đầu cân bằng Cân bằng lại Và cái quá trình này nó ít nhất nó phải mất vài tuần Chỉ cùng không thể là nó đi lên được ngay Và trong đó thì một số cổ phiếu nó có thể bị giảm thêm Nên là cái vấn đề là các bạn ờ, Các bạn phải ờ, Đợi cái nhịp này cân bằng lại rồi chúng ta uh, chúng ta đánh cái nhịp sau ngoài ra thì mình cũng khuyên các bạn là nên hạ bớt một phần tỷ dòng và sau đó cái phân tỷ xong đó thì chú ý vào các cổ phiếu đang lên tức là những cái cổ phiếu mà nó đang nằm ở phía trên lên để cho nhịp sóng sau còn nếu mà giữ các cổ phiếu phía dưới thì về bản chất là nó sẽ chắc nó đã lên được bạn nó sẽ mất thời gian hơn nó vừa an toàn mà nó vừa vừa các bạn có thể chuyển đổi được các cái cổ phiếu mà nó có tính chất tốt hơn tháng vừa rồi mới bảo đừng người mới vào chứng khoán kỷ lục phải dù vào vài ba tháng mới đập chứ nhị tháng vừa rồi thì mình thấy không cao lắm bởi vì mình làm đến bộ phận khách hàng cá nhân thì mình biết là cũng không phải nhiều đã ai ăn uống được gì đâu khổ quá quay tâm nay gậy hơi sâu quay tâm hôm nay đem đi xỉa răng rồi trầm cho chắc sọc to mấy dung cầm tiền đang bắt đầu nhặt rồi anh em cái họ thôi thực ra thì đó là việc của họ đúng không? mình thấy nhiều rồi ôm tư nên đời vừa rồi cũng hàng rất nhiều vì nội sờ mất lại Mà sờ là đúng như thị trường nó chỉnh thế mà uhd cao thì có ảnh hưởng gì không xếp uhd thì nó có nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều thứ thứ nhất là nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là việt nam có chấp nhận là để mất giá đồng tiền nổi không à, thì nếu mà không chấp nhận mất giá thêm nữa thì chúng ta sẽ phải bán ngoài tề ra để cân bằng uh, dự tỷ giá thì khi mà bán ngoại tệ ra thì chúng ta sẽ phải thì ngân hàng nhà nước sẽ thu về một lượng nội tệ dẫn đến là lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế ở Việt Nam Đông nó sẽ giảm xuống thì nó chỉ liên quan đến dòng tiền đó. ngoài ra nó còn liên quan có khả năng nó sẽ liên quan đến lãi suất khi mà dòng tiền nó bị hụt về thì có thể lãi suất sẽ sẽ tăng Đấy. thì nhìn chung nó là như thế còn năm nay thì khi mà mình đọc cả, cả cái uh, bài phân tích uh, thì mình cũng như là của tổng đốc ngân hàng nhà nước thì chúng ta chấp nhận là đang mất uh, mất giá đồng tiền nội tệ thì... tiền mất giá chấp nhận mất giá so với đồng đô la Và hôm trước thì mình đọc thì mình thấy là là là, là, là năm vừa rồi chúng ta không mất nhiều thì năm nay mất để cho nó bằng với khu vực đấy kiểu kiểu thế thì tức là cái tỷ giá của chúng ta sẽ nêu ở một cái mức giá cao trong cái giai đoạn tới và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cả cái khoản đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hoặc là các nhà đầu tư trong nước đã đầu tư thì họ có khả năng rút vốn về thì cái đó nó cũng sẽ ảnh hưởng nó sẽ làm cho cả cái doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng lợi trong khi những người doanh nghiệp mà nhập khẩu hoặc có khoản vay nước ngoài thì sẽ gặp rủi ro bây giờ như ngày xưa đi vay với tỷ giá 23 giờ vay với tỷ giá 25 chẳng hạn thế thì cả các doanh nghiệp mà vay nước ngoài thì sẽ bị ảnh hưởng tỷ giá tức là họ sẽ bị lộ lộ tỷ giá cả doanh nghiệp xuất khẩu thì sẽ được hưởng lợi ví dụ như dòng dịp may chẳng hạn thế hoặc là dòng thủy sản thì sẽ được hưởng lợi từ tỷ giá Được xuất xuất khẩu nhiều thì được, được hưởng lợi các bạn. Bởi vì xuất khẩu thì nó sẽ ký theo đồng đô la, sau đó về mình mà càng tỷ giá càng cao thì càng tốt chứ. Rồi tỷ giá tăng thì nó có một cái là tiền Việt mất giá. Tiền Việt mất giá, tức là tiền mà các bạn cầm sẽ bị mất giá, Dần đến là sau này các cái loại tài sản nó sẽ tăng. Trong đó có bất động sản tức là bất động sản thì nó không không phải là là khi mà tỷ giá tăng thì nó sẽ tăng tăng ngay mà nhìn chung là tiền mất giá thì tài sản sẽ tăng các bạn đi ăn uống nó cũng sẽ sẽ bắt đầu đắt đỏ hơn kiểu thế đúng rồi ở đồng tiền mất giá ví dụ như chúng ta thấy là tiền năm nay chúng ta ngoài tệ là so với đồng đô la chúng ta đã mất giá đâu đó khoảng tầm 10 10 phần trăm rồi là con sổ cũng khá nhiều cả các bạn mà nhìn chung thì nó con tỷ giá là con lên thì tiền còn mất giá nữa nên là các bạn thấy là ở Hà Nội thì cả cái chung cư này là cũng đang tăng giá. À, thực ra cái cái tăng giá chung cư của hà nội thì các bạn cũng phải hiểu nôm na là nó là do làm giá do làm giá chung cư nên là nó phải thế ừ. về bản chất là các bạn ở thì các bạn chỉ tính là à, giá căn nhà của mình đang có giá khoảng tâm hôm trước có giá 2 tỷ rưỡi giờ giá 3 tỷ nhưng mà về góc vụ nào đó thì nó sẽ phục vụ cho cả các doanh nghiệp là chuẩn bị giá hàng Ví dụ như khi mà ở thời điểm hiện tại người ta nói đến vấn đề về khan hiếm về các dự án bất động sản Đấy. nên nó đẩy giá lên đẩy giá lên thì về bản chất là cái số lượng giao dịch thực thì nó sẽ không nhiều chủ yếu là người ta vẫn còn ở thì người ta cũng không có nhu cầu bán Đấy. mà càng lên thì người ta sẽ không có nhu cầu bán đâu Sơ bán là không mua được lại kiểu thế thì nó sẽ phục vụ cho một cái sau này cả cái chủ đầu tư mà ra hàng ấy. thì nó sẽ rất là tốt Ví dụ như năm ngoài nếu mà ra hàng thì bạn giá khoảng tầm 50 triệu mét vuông Nhưng mà nếu mà được tới ra hàng có thể bạn là 6-70 triệu mét vuông Đấy. Mà cực kỳ dễ bán Đúng không ạ? Đôi lúc chiết khẩu thêm tí nữa là cực kỳ dễ bán Nhất là các bạn cũng sẽ phải lưu ý rằng là là, là là, 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 xung quanh đó thì có chủ đầu tư nào chuẩn bị ra hàng không? Nó đều có làm giá thổi giá hết mà các bạn nên là cũng cũng phải cẩn thận tất nhiên thì ví dụ như cái đặc thù của bất động sản ấy, thì lên thì nó sẽ neo giá nó cũng không giảm giá nhưng mà nó sẽ bị tắt thanh khoản tức là có nhiều người mua xong này là không bán được nữa kiểu thế tất cả các khu vực khu vực thì nó đều đều sẽ có hiện tượng đó cho cả cái chủ đầu tư bắt đầu là làm các dự án và bắt đầu ra hàng cái gai chứng khoán đang thì các bạn khi mà nó đi lên thì ở một thời gian sau nó sẽ bắt đầu phát hành thêm cổ phiếu lại có lời trôi nổi trên thị trường nó lại nhiều hơn kinh doanh kinh doanh về cổ phiếu nên là các năm khi mà thị trường lên thì mình rất chờ đợi là các doanh nghiệp phát hành tăng vốn bởi vì khi mà phát hành tăng vốn nó giống như đẩy một cái lượng hàng ra thị trường để một lượng hàng ra thị trường thì nó cần cần phải thổi giá để cái số lượng cái người nộp tiền để mua cái lượng hàng đó phải đủ cao Đấy. thì đó là một trong những tiêu chí mà mình đánh chen mình hay để ý nhất trong cả cái năm vừa rồi là giống y hệt giống như bất động sản Đấy. tức là ví dụ như chủ đầu tư mà đợt này tôi cần bán một cái dự án này tôi mở sân mấy mấy tòa nhà chung cư để tôi bán là nó sẽ thổi tất cả cái dự án xung quanh lên về bản chất là nó cứ cứ bảo là mua tranh lên đấy thì xung quanh nó chỉ có khoảng mấy cắt là cũng có bận cũng mua đi bản lại thôi đó. mà khi mà thấy tổ giá đấy mà ai cũng cầm cổ phiếu ai cũng giữ người ta không bán nữa bình thường thì cầm tiền bán nhưng mà khi cơ, đang bán nhưng mà khi mà thấy giá lên cả khi mà thấy giá lên cả là thôi đó không bán nữa đó tức là có nhiều người cọc rồi thôi thầy giá lên thôi bỏ cọc này có nhiều người trao bán nhưng mà thầy giá lên người thôi là không bán nữa nên là nó đẩy cả một cái khu vực lên nó chỉ cần có mấy giao dịch là nó đẩy được lên thôi sau đó thì xung quanh nó ra hàng nó bảo là vị trí đẹp hơn nhà mới hơn để kiểu thầy bán đặc giá cao hơn thì, 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 thì về nhìn chung là nó sẽ chủ yếu là ra hàng bởi còn đối với uh, đối với các cái chứng uh, khoán thì mình cũng đợi cả cái doanh nghiệp nó ra hàng kiểu gì Đức nhận định dịp này có khả năng mơ tỷ lệ khách hàng của Đức có còn cao không? Thực ra năm nay thì cũng rất ít người đánh margin. Bởi cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ margin cho vay năm nay cũng không cao. Không không cho vay nhiều đâu. nó mà một cái nữa là cả công ty ở thời điểm hiện ta nó có một cái mức gọi là mức giá chăn tức là giá chăn chân tức là khi mà các bạn giao dịch mà các bạn thấy là tại sao cổ phiếu tăng ấy? mà tài khoản của mình lại không nở sức mua ra nữa thì nó được gọi là giá chăn chân giá chăn chân thì 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 thì, thì... Ở khi mà chạm giá chăn chân thì tài khoản nó sẽ không tăng sức mua nữa thì nó cũng là giúp cho sau này là khi mà cổ phiếu giảm thì đến một cái mức nào đó rất sâu thì nó mới cô được margin nó vừa bảo vệ được khách hàng vừa bảo vệ do rủi ro cho 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 cho, cho công ty chứng khoán ngoài ra thì tỷ lệ về cho vay năm nay cũng rất là thấp cả công ty gần như là cũng không cho vay nhiều tất nhiên thì một số cái tài khoản căng đây cũng có thể rất dễ bị dính cái tài khoản mà cứ khi nào nợ nở sức mua ra mua thêm nó rất dễ dính vào comerzin thì cái này nó cũng tùy vào tùy vào cái khách hàng này chứ cũng không phải cũng cũng bị dính vào cái đó Tiền đài ngày xưa một đô đổi 29.5, bây giờ một đô đổi 32.5. Rồi tiền Việt mất như thế là ít. Cả cái nước đang chấp nhận mất giá đồng tiền nội tệ các bạn. Chứng khoán thì nó do dòng tiền của định. À, tức là trong cái lúc mà dòng tiền nó khó khăn đấy thì thì chứng khoán nó lại giảm nhưng mà xét về 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 cổ phiếu ấy thì chúng ta thấy là cái giá của cổ phiếu càng ngày nó càng cao từ năm 2012 khi mà mình đánh chứng khoán thì cái thời đó giá cổ phiếu đâu đó nó có tầm 2.000 đồng một cổ phiếu đấy. À, là có những cái cổ phiếu thời đó mình đánh còn tâm bị rơi kinh bắc giá thời điểm đó nó cũng chỉ đâu đó có lanh quanh khoảng tầm uh, 6.000 đồng một cổ phiếu con giờ các bạn thấy là cái giá nó cũng bắt đầu là mấy mấy chục nghìn là mấy trăm nghìn một cổ phiếu rồi hiểu thế về xu hướng ra thì nó sẽ 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 lên toàn ví dụ như mà khi mà tỷ giá tăng thì nó sẽ trong các cái uh, giai đoạn ngắn hạn thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi dòng tiền Đây. hiện tại thị trường chưa có bàn thảo nhưng liều mai đỡ có bàn thảo ra thì xử lý như thế nào anh ví dụ như các bạn thấy thằng vào thằng 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 chín năm ngoài thì về bản chất là ở phía trên mới thanh khoản cao cho con phía dưới là thanh khoản nó sẽ thấp nên là khi mà xuống phía dưới nó sẽ không xảy ra hiện tượng bán thảo thanh khoản cao ví dụ như thằng chín năm ngoài chẳng hạn tiền bị rút đi ngắn hạn áp lực ngắn hạn chưa cân bằng thì còn kéo hôi chứ phần bị bàn lên thang bộ xuống thang máy đúng rồi chứng khoán bao giờ cũng là đi lên thang bộ xuống thang máy hết nên là bao bao nhiêu năm mình đánh là không bao giờ mình đánh giá tăng là vì thế tức là ví dụ như mình vào được nên là mình không đánh giá tăng ở phần phía sau được có thông tin về chính trị không? Mình thấy vận động giá đợt này nó không bình thường. Thực ra mình mình thấy về bản chất là nó cũng cũng chỉ là đồn đại. À, còn về thông tin chính thức hoặc là ví dụ như mà mình biết nhiều nhiều tí thì mình thấy là nó cũng không phải thế. Chủ yếu là do đợt vừa rồi ấy, là tín đồn nó giống tin thật quá nên là dần đến đợt vừa rồi rất nhiều người đột nhất là cái bọn phản đồng thì nó đột nhiều còn về vấn đề mà chính trị thì mình cho rằng là nó không thể liên tục được như thế bởi vì với, với những vị trí quan trọng như thế mà bị, bị xáo trộn liên tục là có rất nhiều vấn đề xảy ra năm nay anh đánh giá của cô không mình nghĩ là nên lo tài khoản của mình là chính thôi tức là cả bạn tránh bị Comazine nên bán bớt đi hoặc là nên, trong những người bàn mới đánh chứng khoán này cũng không nên không nên sử dụng vốn vay bởi vì cái vấn đề nó sử dụng vốn vay nó cực kỳ tâm lý lên thì nó rất là vui nhưng mà khi mà thị trường xuống thì nó cũng là đau đầu nó đi cực nhanh Đấy. thì nên trong những năm đầu mà đánh chứng khoán này thôi đánh tài khoản một được rồi mình nghĩ là thế không không nhất thiết là phải sử dụng vốn vay lúc mà thị trường xuống mà vui thì không sao nhưng mà xuống là bắt đầu là không biết phải làm gì thì cái đó nó cũng cùng 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 rất khó à, tâm lý nó đã đen năng các bạn đến thì vui lắm nhưng mà khi mà xuống cái thì thì bắt đầu là thấy mệt mỏi Đấy. chán muốn bỏ kiểu thế rồi hôm nay nha anh em hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo xin chào hẹn gặp lại